Năm 2017, cặp đôi khởi mi Kevin Khánh chính thức về chung một nhà. Kể từ khi kết hôn, dù cả hai không thường xuyên ra mắt các sản phẩm âm nhạc hay xuất hiện tại các sự kiện giải trí, song nhất cử nhất động của cả hai trên mạng xã hội đều thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ. Khởi mi đã bất ngờ tiết lộ bí mật giấu kín bao lâu nay của ông xã. Theo nữ ca sĩ, Kevin Khánh đã quyết định ăn chay suốt một năm dài để cầu cả hai có thể kết hôn vì thời điểm đó mẹ giọng ca gửi người yêu cũ còn rất khó và chưa muốn gả con gái đi khởi my cũng cho biết ông xã an trai rất có tâm dù đi chơi cùng bạn bè có đồ ngon gì cũng nhất quyết không đụng tới quãng thời gian một năm ấy đã khiến kevin khánh gầy đi trông thấy có lẽ bằng sự thành tâm đó sau một năm cả hai đã được kết hôn với nhau theo đúng ước nguyện những chia sẻ của khởi my nhanh chóng nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ ai nấy đều dành những lời khen sự ngưỡng mộ cho tình cảm của cặp đôi khởi my kevin khánh một số khác lại cho rằng giọng ca 9 x quả có số hưởng nên mới lấy được người chồng yêu thương hết mực như kevin khánh được biết, kể từ khi về chung nhà, Khởi My luôn được ông xã yêu chiều hết mực, sẵn sàng làm mọi việc nhỏ nhất để cô được thoải mái. Hiện vợ chồng nữ ca sĩ chưa có ý định sinh con vì chỉ đang muốn có thế giới riêng của hai người, sáng đi phượt, tối về cùng nấu ăn rồi chơi game bên trong căn bên hall.